Tại các công viên và các trục đường chính tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 8.000 cây xanh đa chủng loại, trong đó có quần thể những cây cổ thụ lớn với tuổi đời hàng trăm năm. Việc duy tu, chăm sóc và tìm ra các giải pháp bền vững để quản lý cây xanh cũng đang được thành phố tăng cường triển khai khi xuất hiện nhiều sự cố cây xanh trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị, do ảnh hưởng bởi thời tiết và thiên tai mà thời gian qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã có rất nhiều trường hợp cây xanh ngã đổ gây thiệt hại về người và của. Và trước tình trạng này thì các đơn vị quản lý cây xanh tại thành phố đã phải tăng cường thêm nhiều giải pháp kiểm tra, đánh giá tình hình cũng như là chăm sóc cây để hạn chế tối đa những thiệt hại không đáng có cho người dân. Là một đô thị phát triển mạnh mẽ, do đó thành phố Hồ Chí Minh có đặc thù hạ tầng và địa chất có nhiều đá, bê tông làm hạn chế sự phát triển của hệ thống rễ cây, gây ra nhiều sự cố gãy đổ khi có mưa lớn. Theo các chuyên gia, thành phố cần phải có quy hoạch hợp lý về cây xanh và giải pháp quản lý riêng biệt mới phát huy được hiệu quả. Là cây xanh là một cái vật thể sống, cho nên nó sống thì nó phải có cái mức độ tồn tại của nó. Cũng như người ta nó đến tuổi phải nghỉ hưu thì cần thiết phải có một sự thay đổi nhất định, thay đổi từ từ, đừng cho đột biến. Cho nên cần thiết phải nghiên cứu và chúng ta phải tính toán làm sao phải quy hoạch lại. Nếu như chúng ta quy hoạch tốt thì chúng ta xử lý mới tốt. Bây giờ nếu cần thiết những cái tuyến đường mà có cây cổ thụ thì chúng ta nên quy hoạch nó trở thành những hàng cây mà người ta mình bảo tồn nó. Thì những tuyến đó thì chúng ta phải chăm sóc đặc biệt. Còn những cái tuyến khác nó không phải là mang tính chất bảo tồn thì cũng nên nghiên cứu để cho thay đổi. Số lượng cây lớn, độ tuổi cao, vì vậy công tác quản lý cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa. Trong cái quy trình định mức ấy, thì hiện nay là cái việc mà cần phải có cái xe thang 40 mét, tầm hơn 40 mét trở lên thì anh em sẽ lên thao tác nó được. Nhưng mà hiện nay là xe mà tự hành đó thì chưa có được phép theo quy định là ra ngoài đường phố. Đó. Nên là đội ngũ công nhân thực hiện cái chăm sóc cây á, thì công ty có đầu tư xe thang cầu thang 24 mét, và khi anh em làm lên tới 24 mét mà muốn lên trên cao để thực hiện nữa đó thì phải leo bộ. Việc đào tạo nâng cao cán bộ quản lý cây xanh được cho là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Do đó, Hiệp hội Công viên cây xanh Việt Nam phối hợp với Công ty Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp đào tạo chuyên sâu đánh giá và quản lý rủi ro do các chuyên gia của Singapore chia sẻ kinh nghiệm. Mình học hỏi thêm để làm sao để có cái nhìn đánh giá cái rủi ro cây xanh. Bởi vì hiện nay mình đang thực hiện cái việc mà bằng kinh nghiệm, bằng quan sát cây, bằng trực quan. Nên là muốn học thêm coi nó có những cái gì mới để mình ứng dụng vô cái công việc, công tác hiện nay đang làm. Sau khi kết thúc lớp đào tạo, đơn vị sẽ cập nhật kiến thức, hoàn thiện bộ tiêu chí, trình sở xây dựng, trung tâm quản lý hạ tầng, lên kế hoạch thành lập tổ chuyên gia đánh giá rủi ro cây xanh để kịp thời xử lý theo đúng yêu cầu kỹ thuật.